Cá mặt trăng khổng lồ lại xa lưới ngư dân. Con cá mặt trăng có kích thước khổng lồ dài gần 2.6m, rộng 2.5m và nặng hơn 500kg đã xa lưới ngư dân ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, vào ngày 21 tháng 8, khi đang đánh bắt ở vị trí 107 độ 1 phút vị Bắc, 18 độ 30 phút Kinh Đồng thuộc vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, tàu cá mang số hiệu NA90390TS do anh Nguyễn Minh Vương trú tại thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bất ngờ phát hiện một con cá có kích thước rất lớn vướng vào lưới. Lập tức anh Vương cùng các thuyền viên trên tàu kéo lưới lại. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, tất cả các thuyền viên mới đưa được con cá lên tàu. Các thuyền viên sau đó phát hiện đây là loài cá mặt trăng quý hiếm và nó đã chết trước đó sau đó anh vương giao cho các thuyền viên ướp lạnh con cá và cho tàu quay vào bờ để hiến tặng phục vụ công tác nghiên cứu